Vâng, xin chào toàn thể anh em trên mọi vùng miền của Tổ quốc đang xem video của nhà vườn của chúng tôi ngày hôm nay. Và trong video này thì chúng tôi đang chia sẻ một phân khúc cây sim rừng đang cho ra rất nhiều bông nụ cực kỳ là xinh xắn và đẹp, đáp ứng đủ những cái tiêu chí và mong muốn và nhu cầu của quý anh chị em đang lựa chọn chơi dòng cây sim rừng này. Và đây, anh em có thể thấy có những cái cây ở nhà vườn của chúng tôi, tuy là nó nhìn trông rất xinh xắn đúng không ạ? Đây, cứng cáp này, cây rất cứng cáp nha anh em nhé. Đấy, cây rất cứng cáp và đã được trồng trong cái chậu như thế này. Thì trong những cái chi tiết và trồng chậu thì mình đã nói rất nhiều ở trong những cái video khác rồi. Nhưng trong video này thì mình sẽ nói rất rõ cũng như chia sẻ đó là cái niềm vui để chào đón những cái bông hoa sau một năm. Sau một năm hoa trước thì đây là thêm một năm nữa. Và cây này là sang năm thứ hai hoa rồi. Đấy, anh em chúng ta có thể nhìn thấy này, cây 2 năm đấy. Đây, ra hoa rất là nhiều đúng không ạ? Đấy, và đây, đó, rất nhiều hoa luôn. Thì những cái cây này mình mang vào đây cũng như là sẽ chia sẻ cho anh em của chúng ta cùng cảm nhận. Và chốc nữa là mình sẽ chuẩn bị đóng đi cho quý anh chị em nhá. Đây, anh em có thể nhìn thấy này, rất nhiều hoa luôn đó, rất nhiều hoa luôn nhá. Đấy, cực kỳ là ưng ý và có rất nhiều anh em thì rất là đam mê và thích những cái cây nó ngắn ngắn như thế này, thấp thấp như thế này nhưng mà nó lại rất nhiều hoa. Đấy, thì nhà vườn của chúng tôi thì có rất nhiều phân khúc khác nhau nhá, từ phân khúc to cho tới phân khúc nhỏ, từ những cây bonsai, cây chậu mini như thế này cho tới những cái cây chậu to như thế này, anh chị em có thể cảm nhận. Đây là những cái cây to đấy. Cây này thì nó cao tới ngực của mình, tương đương với này nó cao cỡ khoảng 1m2, tương đương cao khoảng 1m2. Tính đó là mình tính là tính cả cái chậu đấy nhá. Đây anh em có thể nhìn thấy. Cho nên có rất nhiều những cái phân khúc mà để anh em của chúng ta lựa chọn. Và đây nữa, anh em có thể nhìn thấy rất nhiều luôn. Cho nên anh em của chúng ta cứ nhanh tay mà gọi điện vào số điện thoại trong video này để nhà vườn của chúng tôi sẽ tư vấn và chọn cho quý anh chị em những cái cây ưng ý nhất nhé. Đây anh chị em có thể nhìn thấy này, những cái cây mà mình mang vào như thế này là chuẩn bị đã đi đây ship đi cho toàn thể các anh em nhé. Đây, và ngoài vườn rất nhiều luôn này, anh em có thể nhìn thấy này. Đấy, và có rất nhiều những cái dáng rất khác nhau. Đây, anh em có thể tha hồ mà lựa chọn. Đây, siêu hoa siêu nụ nhá. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Rất nhiều cây luôn. Bởi vì nhà vườn của chúng tôi mà từ bán từ nẻ cho tới bán sỉ. Nên anh em của chúng ta cứ nhanh tay gọi điện vào số điện thoại trong video này nha.